Lời đầu tiên thì cho Trương Ngọc Ánh xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay và tất cả các chị em xinh đẹp đang ngồi trước mặt Trương Ngọc Ánh. Hôm nay thì Ngọc Ánh rất là vui để được đến đây chia sẻ cái niềm vui của mình. Bởi vì như quý vị cũng biết thì Ngọc Ánh là một cái người mà ham công thức việc, rất là bận rộn, lúc nào cũng cuốn theo những cái công việc và đam mê. Nên cái thời gian mà để chăm sóc bản thân thực ra là không có nhiều. Nên mọi người thường hay hỏi là ở trông chị lúc nào cũng rạng rỡ như vậy thì cái bí quyết gì? Hay là chị phải chăm sóc cho là mất nửa ngày, nửa cái thời gian của chị dành cho chuyện làm đẹp? Thưa quý vị là không. Ngọc Ánh luôn tìm những cái giải pháp làm đẹp làm sao để cho mình trẻ luôn luôn nhìn rất là fresh, rất là tươi trước mặt mọi người mà không mất quá nhiều thời gian để dưỡng. Thì thưa quý vị, có một cái thời gian như thế này, tức là quý vị cũng biết là Ngọc Ánh thì tham gia phim ảnh nhiều này, rồi đứng trước nắng rất là nhiều, đứng trước đèn và luôn luôn bận rộn, rồi mình phải make up rất là nhiều, thì cái lỗ chân lông nó rất là to và đôi khi cái da của mình nó bị nhờn, rồi không có ngủ đủ để cho cái da nó được dưỡng. Thì có một cái lần Ngọc Ánh đi Hàn Quốc và Ngọc Ánh nói chuyện với những người bạn, những người diễn viên ở bên đó và hỏi là bây giờ Ngọc Ánh có cái vấn đề về da như vậy, lỗ chân lông rất là to và cái da nó không được bóng như là của Hàn Quốc, thì làm như thế nào mà không cần phải dưỡng quá nhiều, tức là phải nằm dưỡng hoặc là phải nghỉ ngơi vì mặt bị đỏ hay này kia vì công việc Ngọc Ánh rất là bận. Thì Ngọc Ánh được giới thiệu đến cái công nghệ nguyên bào Nanomax. Thì ở đây Ngọc Ánh được trải nghiệm và cảm giác là nó cái chất lượng cũng như là cái thời gian để mà mình làm á, nó không mất quá nhiều thời gian. Và ngay sau khi mình làm thì ngày hôm sau mình đã thấy cái da mình nó cải thiện. Và cái điều đó làm Ánh rất là vui. Ngọc Ánh cảm giác là tại sao ở Việt Nam mình không có những cái liệu trình như thế này, những cái công nghệ như thế này để mình không mất quá nhiều thời gian cho nó. Thì hôm nay Ngọc Ánh đến đây để chia sẻ với mọi người là ở Việt Nam thì Lily Clinic là một cái đơn vị tiên phong để được nhận chuyển giao cái công nghệ này. Thì một cái điều rất là vui cho tất cả các chị em phụ nữ, bởi vì cái công nghệ này nó cũng không có tốn quá nhiều tiền, tức là ai cũng có thể làm cái công nghệ này. Và cái thứ hai nữa là thời gian thì không mất quá nhiều. Thì hôm nay Ngọc Ánh cũng đến đây và muốn hỏi chị Thùy một cái câu mà Ngọc Ánh cũng đang rất là muốn biết, đó là mình phải làm thường xuyên như thế nào với cái liệu trình này để mà cái da của mình được bóng, được đẹp, như chị nói là cái lỗ chân lông nó khít lại. Về cái công nghệ điều trị Nanomax ấy, thì chúng ta sẽ tùy về cái bệnh lý của mỗi khách hàng. Ví dụ từ cái trường hợp mà nhẹ cho đến nặng, nó phải theo cái bệnh lý của mỗi da. Nên là có thể là chúng ta chỉ làm nếu mà thông thường mà nhẹ thì cũng chỉ làm một lần thôi là đã ok rồi. Nhưng mà còn nếu như cái bệnh lý mà nó nặng hơn thì có thể phải bằng từ 3 đến 5 mũi. Và cái thời gian thì nó sẽ cách nhau nó khoảng tầm từ 2 cho đến 3 tuần điều trị. Đó là nó tùy về những cái bệnh lý mà sau khi mà bác sĩ thăm khám. Tại vì có cái cấp độ là người thì người ta bị nhẹ, người thì bị nặng. Đấy, nhưng mà nếu như trường hợp nhẹ thì chỉ làm một lần thôi là đã ok. Còn nếu như mà bị nặng hơn thì phải tầm từ 3 đến 5 mũi. Đấy là cái thời gian điều trị. 3 đến 5 buổi mà cách nhau khoảng là khoảng 2 đến 3 tuần. 2 đến 3 tuần. Đấy là xem về cái cấp độ da của mình nó ở mức nào, nó tác động ra làm sao nữa, thì cái thời gian nó sẽ chơi nhau như thế. Vâng thưa quý vị, đấy Ngọc Ánh nghĩ cũng là cái câu hỏi mà mọi người rất là băn khoăn. Với những người bận rộn thì thời gian chúng ta phải dành cho nó là bao nhiêu lâu để được đẹp? Thì tùy theo cái mức độ da, có những người chỉ làm một lần là đẹp, có những người làm hai lần là đẹp, nhưng chắc Ngọc Ánh phải là 3 lần. Bởi vì cấp độ da nó cũng đang báo động, nhưng mà cũng may là cái công nghệ này đã ở Việt Nam. Và một lần nữa xin được chúc mừng Lily Clinic đã là cái đơn vị tiên phong để được nhận chuyển giao công nghệ này tại Việt Nam. Xin chúc mừng chị. Xin một tràng pháo tay cho chị Thùy. Xin cảm ơn quý vị đã nghe những chia sẻ của Trương Ngọc Ánh và xin chúc quý vị lúc nào cũng vui tươi. Khi mà Ngọc Ánh có thêm một cái câu nói nữa là chúng ta chỉ đẹp khi chúng ta khỏe, và chúng ta khỏe thì khỏe phải từ trong ra ngoài. Và Ngọc Ánh nghĩ rằng là với những cái liệu trình như thế này thì nó thay đổi những cái tế bào mới là từ trong ra ngoài, thì quý vị lúc nào cũng tự tin và cũng đẹp trước mắt người thân thương của mình. Xin cảm ơn quý vị.